10 giờ đồng hồ học lý thuyết, 720 giờ thực hành, tương đương với gần 1 năm, là thời gian đào tạo Montessori chuẩn quốc tế mà các giáo viên trường mầm non quốc tế Sakura Montessori sẽ phải trải qua trước khi chính thức tham gia giảng dạy. Trường mầm non quốc tế Sakura Montessori của chúng tôi luôn tập trung vào việc đào tạo các giáo viên Montessori quốc tế, bởi vì chúng tôi rất quan tâm đến chất lượng của những người giáo viên. Những người giáo viên Montessori quốc tế là những người được đào tạo bài bản, họ có phương pháp để có thể tiếp cận trẻ thông qua các hình thức lắng nghe tích cực cũng như là lời nói thể hiện cảm nhận bản thân, thông qua các cái cách tương tác với giáo cụ để giúp cho trẻ có thể thành công phát triển các giác quan của mình thông qua chính những cái giáo cụ trực quan. Và thông qua các khóa đào tạo giáo viên Montessori quốc tế của chúng tôi thì tất cả những giáo viên sẽ là những giáo viên có chuyên môn tốt để hướng đến giáo viên toàn cầu. Khóa đào tạo Montessori quốc tế dành cho giáo viên được tổ chức thường xuyên do Trung tâm Đào tạo Montessori Việt Nam MTCV tổ chức. Đây là trung tâm đào tạo giáo viên Montessori chuẩn quốc tế đầu tiên tại Việt Nam do hệ thống trường Sakura Montessori thành lập. Trong khóa học, các giáo viên phải hoàn thành 34 bài tập, 10 album các bài giáo án giới thiệu hoạt động cho trẻ và trải qua 3 đợt giám sát thực địa mới có thể nhận chứng chỉ Montessori quốc tế. Sau khóa học, giáo viên đạt được 4 đầu ra. Nắm được triết lý giáo dục Montessori và áp dụng triết lý vào việc giáo dục trẻ nhỏ. Thực hành phương pháp Montessori chuẩn mực và bài bản. Nắm được kỹ năng quản lý lớp học và các hình thức giao tiếp hiệu quả trong lớp học. Biết cách tổ chức, sắp xếp và thiết kế không gian lớp học Montessori cho trẻ. Chúng tôi có hợp tác với trung tâm MTV of WA đặt tại bang Washington của Mỹ, với những huấn luyện viên quốc tế là những người có rất nhiều năm kinh nghiệm với Montessori. Hàng năm chúng tôi tổ chức vào tháng 6. Bên cạnh đó chúng tôi có rất nhiều các trợ giảng là những người là những giáo viên Montessori quốc tế có kinh nghiệm lâu năm để hỗ trợ đào tạo lên đội ngũ giáo viên của mình. The only educational method that includes joy of learning, because they're learning the three-dimensional materials with their hands, they're touching and they're feeling. They do this and it fits their whole soul, mind and spirit. The child acquires information from his environment through his hands, his senses. Trong quá trình giám sát chất lượng thì chúng tôi có tập trung vào việc kỹ năng của giáo viên, môi trường lớp học, cũng như là kế hoạch, lên các kế hoạch bài học cá nhân cho trẻ để trẻ có thể thành công. Và đó chính là cách mà chúng tôi giúp đỡ những giáo viên của mình để họ ngày càng trưởng thành và hoàn thiện bản thân mình hơn. Thông qua khóa đào tạo Montessori quốc tế, Sakura Montessori có thể chủ động nguồn lực và đảm bảo chất lượng giáo viên trên toàn hệ thống. Từ việc hiểu rõ triết lý Montessori và các giai đoạn phát triển của trẻ, đội ngũ giáo viên có được phương pháp áp dụng Montessori trong lớp học một cách hiệu quả nhất, tạo ra môi trường, không gian cho trẻ tự trải nghiệm, tự khám phá, từ đó khai thác tối đa tiềm năng sẵn có của trẻ. Sakura Montessori đã được Hiệp hội Phát triển Montessori Hoa Kỳ IAPM chứng nhận đạt tiêu chuẩn quốc tế, cam kết mang đến một nền giáo dục bền vững, hình thành cho trẻ 6 giá trị cốt lõi: tính độc lập, sự tự tin, tính kỷ luật, sự tôn trọng, tinh thần hợp tác và tình yêu thương.